Chào mừng tất cả các em đã đến với những giờ học văn thú vị và bổ ích ở trang web olm.vn. Các bạn thân mến, trong chủ đề nét đẹp văn hóa Việt, các bạn đã cùng cô tìm hiểu về thể loại văn bản thông tin với những văn bản ghi lại những dấu ấn trong nét đẹp ở đời sống văn hóa, ẩm thực, trò chơi của người Việt. Trong video ngày hôm nay, nhằm củng cố lại những kiến thức đã học, các bạn sẽ đến với phần ôn tập. Ở phần này, các bạn sẽ lần lượt đi vào trả lời những câu hỏi có ở sách giáo khoa để ôn tập về kỹ năng đọc, viết, nói và nghe cùng với những kiến thức tiếng Việt thú vị có ở chủ đề. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đến với các câu hỏi nhé! Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn sẽ chỉ ra một số điểm giống nhau và khác nhau giữa hai văn bản sau bằng cách điền vào bảng. Chúng ta có bảng như sau, các bạn cùng quan sát lên màn hình. Ở đây chúng mình có hai văn bản trò chơi cướp cờ và cách gọt củ hoa thủy tiên. Phương diện so sánh đầu tiên đó là điểm giống nhau, cụ thể các bạn sẽ nói về nội dung, đặc điểm hình thức, vân vân. Theo em, đâu là điểm giống nhau giữa hai văn bản này? Điểm giống nhau đầu tiên giữa hai văn bản đó là dùng để giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Thứ hai là triển khai thông tin chính theo trình tự thời gian. Và thứ ba là đều dùng phương tiện phi ngôn ngữ là hình ảnh, minh họa để bổ sung nội dung cho văn bản. Về điểm khác nhau, theo các em, điểm khác nhau là gì? Đầu tiên, với văn bản trò chơi cướp cờ, văn bản này giới thiệu với bạn đọc về hình thức, cách chơi và luật chơi trò chơi cướp cờ. Sau đó, văn bản liệt kê những gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện trò chơi và ở bài viết này thì trình bày các bước cần thực hiện khi chơi. Trong khi đó, ở văn bản cách gọt củ hoa thủy tiên thì lại giới thiệu các bước chuẩn bị và gọt củ hoa thủy tiên, sử dụng các con số và thuật ngữ. Ngoài ra, giới thiệu mục đích của quy trình, liệt kê những gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện và trình bày các bước thực hiện gọt củ hoa thủy tiên. Với câu hỏi này, sau khi hệ thống các vấn đề, chúng mình cần lưu ý kỹ về đặc điểm của văn bản thuyết minh, giới thiệu một quy tắc hay một luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Các bạn có thể quan sát lại theo nội dung đang xuất hiện trên màn hình các bạn nhé. Yêu cầu thứ hai trong phần ôn tập hôm nay đó là các bạn sẽ đọc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ từ vài hay không, vì sao? Chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Trước tiên, ngâm củ thủy tiên vào nước vài ngày, thay nước liên tục cho lớp áo ngoài cùng bợt đi. Theo sang Nam, cách gọt củ hoa thủy tiên. Từ đó cho biết số từ đảm nhận chức năng gì. Để làm được bài tập này, các bạn cần xác định chức năng của từ vài trong câu văn, thử so sánh sự khác nhau về ý nghĩa của câu văn có chứa và không chứa từ vài. Theo em, từ vài có chức năng gì? Có thể thấy, với đoạn văn này không thể lược bỏ đi từ vài vì nó thực hiện chức năng bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ ngày, làm cho câu văn trở nên rõ nghĩa hơn, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết hơn cho người đọc. Vậy thì, khẳng định chức năng của số từ chính là biểu thị số lượng, cụ thể là ở ngữ liệu này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với yêu cầu thứ ba, trình bày những lưu ý khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Dựa vào phần tri thức ngữ văn và kiến thức em đã học, hãy nêu lên lưu ý này. Theo em, đâu là lưu ý khi đọc văn bản thông tin? Khi đọc văn bản thông tin, chúng ta cũng cần có một vài lưu ý nhỏ như sau. Thứ nhất, hiểu rõ mục đích của văn bản. Thứ hai, xác định được cấu trúc của văn bản. Thứ ba, hiểu được những từ ngữ, cách triển khai phù hợp. Thứ tư, hiểu được thông tin, ý nghĩa văn bản muốn truyền đạt đến bạn đọc. Và cuối cùng là xác định yếu tố phi ngôn ngữ và tác dụng của chúng trong văn bản. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với yêu cầu thứ tư. Văn bản tường trình có những đặc điểm gì về cấu trúc văn nội dung? Với câu hỏi này, các bạn có thể tham khảo gợi ý sau đây của cô. Với văn bản tường trình, các bạn cần chú ý những đặc điểm về cấu trúc và nội dung như sau. Về cấu trúc, chúng ta có phần mở đầu với quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian viết, tên văn bản và tóm tắt sự việc tường trình. người cơ quan nhận văn bản tường trình, thông tin người viết bản tường trình. Và phần thứ hai là nội dung bản tường trình. Cuối cùng là phần kết với những đề nghị cụ thể, lời cam đoan và ký tên. Về nội dung, trong nội dung của một bản tường trình, các bạn sẽ phải chú ý vào thời gian và địa điểm xảy ra sự việc, tên cá nhân, tổ chức có liên quan đến sự việc, người làm chứng nếu có, trình tự diễn biến của sự việc, nêu rõ nguyên nhân và hậu quả thiệt hại, đề nghị của người viết, người gửi, người nhận và ngày, tháng, địa điểm viết tường trình. Nội dung tường trình phải đảm bảo chính xác, đúng với thực tế diễn ra và xác định được trách nhiệm của người viết đối với sự việc đã xảy ra. Kế đến, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang yêu cầu thứ 5. Nhiệm vụ của các bạn là trả lời câu hỏi sau đây. Vì sao khi trao đổi, tranh luận với người khác, chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng ý kiến khác biệt? Với câu hỏi này, các bạn cần dựa vào trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân, giải thích lý do khi trao đổi, tranh luận với người khác, chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng những ý kiến khác biệt. Sau đây là gợi ý của cô. Thứ nhất, vì nó thể hiện được mình là người có văn hóa. Thứ hai, tôn trọng ý kiến của người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Thứ ba, mỗi người đều có một suy nghĩ, ý kiến khác nhau nên chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ. Và cuối cùng, khi muốn đóng góp ý kiến, cần thể hiện thái độ đúng mực, tôn trọng, mang sự cầu thị. Như vậy, chúng ta mới có được sự tôn trọng của người khác. Kế đến là một câu hỏi liên quan đến chủ đề của chúng ta, nét đẹp văn hóa Việt. Làm thế nào để những nét đẹp văn hóa của ông cha được lan tỏa trong cuộc sống ngày hôm nay? Dựa vào suy nghĩ của bản thân, em đã và đang làm được những gì để giữ gìn những nét đẹp văn hóa của cha ông và có thể đề xuất một số biện pháp cụ thể. Gợi ý như là giữ gìn, bảo tồn và phát huy những truyền thống nét đẹp văn hóa tốt đẹp, giới thiệu lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp đến cho mọi người. Có cho mình cách sống, cách suy nghĩ đúng, cao đẹp. Mỗi người cần phải tự có ý thức trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa mà ông cha để lại. Hoặc là các chính quyền địa phương cần tu sửa lại những giá trị văn hóa có thể cải tạo được. Các bạn thân mến, như vậy trong bài học ngày hôm nay, thông qua 6 câu hỏi, 6 bài tập nhỏ, các bạn đã một lần nữa ôn tập được các kỹ năng nói, nghe, viết và đọc có trong chủ đề nét đẹp văn hóa Việt. Hy vọng rằng các bạn đã có cho mình những kiến thức bổ ích và củng cố lại những gì mà mình đã được học các bạn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.